cho sự mạnh mẽ và kiên trung. Ngày xưa đã than đàn dưới chân thập giá, con mẹ ở đồi Cam Khê. Xin dâng lên mẹ những người gia trưởng trong giáo xứ, xin cho họ.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Giờ đây dâng kính hoa Đức Mẹ với nhóm múa Rosa de Lima do đạo diễn Vũ Loan. Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ mọi người nữ và Giêsu con lòng và gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Mẹ Maria thân màu la vàng đầy muôn ơn phước, người trói hào quang muôn vàng thần thánh không ai sánh bằng. Đơn Chúa Trời đã đói thương tròn mẹ, tinh tuyển thân kẻ ưu phiền. Nào ai cầu khấn mà mẹ không nhầm lời. Lạy Mẹ Maria, thân mẫu la vang, mẹ là thân mẫu Chúa Trời, cũng là thân mẫu loài người chúng con. Ôi xin xuống phước khai hà, đói thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tâm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin mẹ phù hộ chúng con luôn sống đức hạnh, đầy lòng cay trong và sau cuộc đời này. Xin cho chúng con được về sông bên mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa ba ngôi muôn đời. Amen. Thầy xin cầu nguyện cho linh hồn Maria, ba người xin cầu cho linh hồn Anna, bốn người xin cầu cho linh hồn Teresa, hai người xin cầu cho linh hồn Katarina, một người xin cầu nguyện cho linh hồn Anna, một người cho linh hồn Vincente, bốn người cho linh hồn Đa Minh, 11 người xin cầu cho linh hồn Giuse, cho linh hồn Gioan, 10 người xin cầu cho linh hồn Phêrô, ba người xin cầu cho linh hồn Phaolô, một người xin cầu cho linh hồn Francisco Assisi, một người xin cầu nguyện cho linh hồn Benedicto Maria, một người xin cầu cho linh hồn Anton, một người xin cầu cho linh hồn Giuse Maria, một người xin cầu cho linh hồn Francisco Xavier, một người xin cầu cho linh hồn Gioan Kim, linh hồn Ine, linh hồn Augustino Maria. 14 người xin cầu cho các linh hồn, 5 người xin cầu cho các linh hồn nơi lửa luyện ngục. 13 người xin cầu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên. 10 người xin tạ ơn Chúa Đức Mẹ, hứng cả Giuse. 15 người xin ơn bình an, 10 người xin ơn như ý. 1 người xin cho gia đình được đoàn tụ. 11 người xin ơn chữa lành, 1 người xin cho gia đình giữ đạo tốt. 5 người xin ơn hoán cải, 1 người xin cho gia đình đi về Việt Nam được bình an, 2 người xin ơn giải thoát và chữa lành cho Maria Thủy Trang đưa chân, 1 người xin cầu nguyện cho linh hồn Dominico Nguyễn Hữu Thiên, lễ dỗ 21 năm, 1 người xin cầu nguyện cho linh hồn Phaolô Phạm Văn Lớn mỗi cái đời tại Virginia, 1 người xin cầu nguyện cho linh hồn Phêrô lễ dỗ 10 năm, cho linh hồn Maria Trần Thị Thoa mới qua đời, và một người xin cầu nguyện cho linh hồn Maria mới qua đời tại Việt Nam. Giờ đây xin mời chúng ta cùng lắng đọng tâm hồn để chúng ta chuẩn bị bước vào thánh lễ. Đẹp thay trên núi đồi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc. Ngoài việc loan báo tin vui đến với mọi người, mẹ Maria là người công bố tin mừng và xác tín một cách chắc chắn về những gì Thiên Chúa đã làm cho mẹ, đấng toàn năng, đã làm cho tôi những điều cao cả, danh người thật chí thánh, chí tôn. Kính mời cộng đoàn lắng đọng tâm hồn để chúng ta bước vào thánh lễ. Oh,
cha bề trên, quý cha đồng tế, thầy phó tế, tất cả quý tu sĩ nam nữ và tất cả quý khách hành hương trong cũng như ngoài giáo xứ đến từ khắp mọi nơi. Chiều ngày hôm nay đúng ngày thứ bảy là thánh lễ ngày hôm nay, đặc biệt kính Đức Trinh Nữ Ma hiện ra tại La Vang của chúng ta. Chúng ta sẽ rất là hân hoan để đón chào tất cả. Con được biết là trong thành phần tham dự ngày hôm nay có những người đến từ Úc, từ thành phố Perth, rồi có đến cả tất cả những khắp miền ở trên tất cả các tiểu bang ở đất nước Hoa Kỳ chúng ta. Và trước khi chúng ta bước vào thánh lễ, chủ tế thánh lễ ngày hôm nay cũng như giảng thuyết không ai khác, đó là Đức Cha, đó là yêu dấu của chúng ta, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, ngài đến từ giáo phận Đà Nẵng. Đây là một đàn chủ chuyên của đàn chuyên chúng con đang ở bơ vơ nơi đây. Chúng con xin được đón chào Đức Cha bằng một tràng pháo tay. Xin mọi người chúng ta cùng một tràng pháo tay để đón chào Đức Cha đến với thành viên ngày hôm nay. Và từ đây chúng ta xin mời Đức Cha bắt đầu. Nhân Đức Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa cùng anh chị em. Xin kính chào quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý cụ, quý ông bà, anh chị em và quý khách hành hương rất thân mến. Đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 12 Houston, Texas thật kỳ lạ. Những ngày này nghe tin thời tiết có thể có mưa hoặc ít nhất 3-50% là mưa. Thế mà chiều hôm qua lễ tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, những ánh nắng xuyên qua lễ đài và mỗi người chúng ta cảm giác như bừng lên trong tâm hồn mình để có thể can đảm nói không với những khó khăn, thử thách, những cám dỗ và kể cả những điều sai luật của Chúa. Và ngày hôm nay khi thánh lễ biệt kính Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ La Vang, chúng ta lại cảm thấy một bầu trời êm dịu để tâm hồn được bình an như lời mời gọi Nữ Vương ban sự bình an. Chính sự bình an này sẽ chiếm ngự, sẽ đỡ nâng, sẽ đồng hành và khích lệ chúng ta để đối diện với con người và xã hội hôm nay, tránh xa những điều xấu mà trở nên chứng từ của lòng thương xót, hy sinh, nhẫn nại, can đảm với niềm hy vọng mới. Trong tâm tình của lời tạ ơn và những lời cầu nguyện của mỗi người với Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ La Vang, chúng ta cùng bước vào thánh lễ trong tâm tình tạ ơn và sám hối. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúa ngự bên hữu
lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Chúa đã đưa lên trời cả hồn xác Đức Maria là trinh nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời, để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. Nhờ Đức Tổ con Chúa, Chúa chúng con Thiên Chúa, hằng sớm hằng chi của Hồng Chúa, làm một với Chúa thánh thần muôn đời. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ. Dù có vương miện, đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai. Người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta thờ, giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Đó là lời Chúa. Tôn nương hơi hãy lắng nghe và đứng. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã ăn giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mọi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất. Khi người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Hallelujah.
Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy Thánh Thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ, bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọt người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chọn lựa bài tin mừng Đức Mẹ đi thăm viếng bà chị họ Elizabeth để nói lên tâm tình của mẹ luôn thăm viếng và đưa Chúa Giêsu đến với người khác, những người đang cần đến sự hiện diện của Chúa và của mẹ. Sự kiện Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth đã khởi sự từ lời loan báo của sứ thần Gabriel ở trong buổi lễ truyền tin, như để xác quyết về quyền năng của Thiên Chúa. Với niềm vui riêng và nhất là sự thúc đẩy diễn biến xảy ra, việc này cho thấy lòng nhân hậu của Chúa đối với chúng ta thế nào. Nghe lời Đức Maria chào, hài nhi trong lòng bà Elizabeth được ơn thánh hóa, được nâng lên hàng phẩm chức cao vượt trên các tiên tri do ơn được dự vào công việc cứu chuộc của Chúa. Con trẻ đã nhận biết đấng đến thăm mình, bày tỏ bằng sự nhảy mừng, tình yêu và niềm kính trọng đối với sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngoài ra, mẹ Maria đã được Chúa dùng làm máng truyền thông ơn phúc của Thiên Chúa, như muốn chỉ cho chúng ta thấy rằng mẹ thực sự là máng thông truyền ơn, và chúng ta có thể tin tưởng chạy đến sự cầu bầu của mẹ. Chúng ta cùng lắng nghe tâm tình của Đức Thánh Cha Francisco đã quảng diễn bài tin mừng
mà chúng ta vừa nghe. Khi nhấn mạnh đến gương Đức Mẹ Maria đối diện với hành trình cuộc sống trong tinh thần rất thực tế, đầy tình người, Ngài tóm gọn mẫu gương của Đức Mẹ trong ba cụm từ: lắng nghe, quyết định và hành động. Hành động của Mẹ Maria lên đường viếng thăm bà Elizabeth xuất phát từ sự lắng nghe lời Chúa. Đó không phải lắng nghe hời hợt, nhưng là chăm chú lắng nghe, đón nhận và sẵn sàng đối với Thiên Chúa. Mẹ Maria lắng nghe cả những sự kiện, nghĩa là đọc các biến cố trong cuộc sống, đi sâu vào ý nghĩa của chúng. Thái độ này cũng có giá trị trong cuộc sống của chúng ta. Lắng nghe Chúa nói với chúng ta, lắng nghe thực tại cuộc sống thường nhật, quan tâm đến con người và sự kiện, vì Chúa đang đứng ở cửa đời sống chúng ta và gõ cửa bằng nhiều cách, đặt những dấu hiệu trên hành trình đức tin của chúng ta. Chúng ta cần có khả năng nhìn thấy những dấu hiệu ấy trong cuộc sống hàng ngày. Cụm từ thứ hai là quyết định. Đức Mẹ Maria luôn suy niệm tất cả những điều đó trong lòng. Mẹ Maria không để mình bị các biến cố lôi đi, không tránh né những nỗ lực vất vả cần phải làm khi quyết định. Và điều đó diễn ra không những trong chọn lựa căn bản thay đổi cuộc sống của mẹ, nhưng cả trong những chọn lựa thường nhật nhất. Này tôi là tôi tớ Chúa. Từ mẫu gương của Đức Mẹ Maria, các tín hữu chúng ta hãy can đảm đề ra những quyết định trong cuộc sống. Đừng trì hoãn hoặc dồn cho người khác quyết định thay cho chúng ta, hoặc để cho mình bị lôi kéo vì những biến cố hay chạy theo các mốt thịnh hành nhất của thời đại. Nhiều khi chúng ta biết điều mình phải làm, nhưng không có can đảm để làm, hoặc chúng ta thấy đó là điều quá khó khăn vì phải đi ngược dòng. Mẹ Maria đi ngược dòng trong biến cố truyền tin, trong cuộc thăm viếng cũng như tại tiệc cưới Cana. Mẹ đã lắng nghe lời Chúa, suy nghĩ và tìm hiểu thực tại và quyết định hoàn toàn tín thác nơi Chúa, quyết định đi thăm bà chị họ già mặc dù mình đang có thai. Cụm từ sau cùng là hành động. Mẹ Maria vội vã lên đường đi thăm bà chị họ Elizabeth. Trong kinh nguyện, trước mặt Thiên Chúa đang nói, trong suy nghĩ và suy niệm về những sự kiện của cuộc sống, mẹ Maria không vội vã, không để mình bị các biến cố lôi đi, nhưng khi đã rõ những điều Chúa muốn, nghĩa là về những gì phải làm, thì mẹ không do dự chần chừ lần nữa, nhưng ra đi vội vã. Thánh Ambrosio bình luận rằng, ơn Thánh Linh không bao hàm sự chậm trễ. Nhiều khi chúng ta dừng lại ở việc lắng nghe, suy tư về điều mình phải làm. Có lẽ chúng ta cũng có những quyết định rõ ràng phải đề ra, nhưng chúng ta không đi tới hành động. Và nhất là chúng ta không mau lẹ đến với người khác để giúp đỡ họ, để tỏ bày sự cảm thông và tình bác ái của chúng ta. Để như mẹ Maria mang cho tha nhân những gì quý giá nhất đối chúng ta là Chúa Giêsu và tin mừng tình yêu của Chúa bằng lời nói và nhất là bằng chứng tá cụ thể trong hành động của chúng ta. Đức Mẹ quả thật là một phụ nữ can đảm, có khả năng đến với người khác để giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc và trên hết, mẹ là một người của niềm vui tràn ngập tâm hồn, mang lại cho cuộc đời một ý nghĩa và một hướng đi mới. Qua sự phục vụ của Đức Mẹ Maria và cuộc gặp gỡ giữa mẹ với người chị họ, Thiên Chúa đã làm mới lại lời đoan hứa của mình. Lời đoan hứa ấy đang xảy ra và xảy ra ngay trong những giây phút hiện tại, như chúng ta đã nghe trong lời Chúa: Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Đức Chúa đang ngự giữa chúng ta trong sự phục vụ và trong những cuộc gặp gỡ của cuộc sống Kitô hữu. Anh chị em rất thân mến, theo
điệu của tòa tổng giám mục Huế dưới triều đại vua Cảnh Thịnh lên ngôi năm 1792 với chiếu chỉ cấm đạo ngày 17 tháng 8 năm 1798. Một số tín hữu ở gần đồi Dinh Cát, nay là thị xã Quảng Trị, phải tìm nơi trốn ẩn. Họ đã đến lánh nạn tại núi rừng La Vang, nơi rừng thiêng nước độc, hoàn cảnh ngặt nghèo, thiếu ăn, bệnh tật, sợ hãi quan quân, sợ thú dữ. Các tín hữu chỉ biết một lòng tin cậy Phó Thác và Thiên Chúa và Đức Mẹ. Họ thường tụ tập nhau dưới gốc cây đa cổ thụ, cùng nhau cầu nguyện, an ủi và giúp đỡ lẫn nhau. Một hôm đã ghi cùng nhau lần chuối mân côi kính Đức Mẹ, bỗng họ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mặc áo choàng rộng, tay bồng Chúa Giêsu hài đồng, có hai thiên thần cầm đèn trầu hai bên. Họ nhận ra ngay là mẹ Maria. Mẹ đã bày tỏ lòng nhân từ, âu yếm và an ủi giáo dân hãy vui lòng chịu khó. Mẹ dạy hái một loại lá cây có sẵn trong chung quanh đó, đem nấu nước uống sẽ lành các chứng bệnh. Mẹ lại ban lời hứa. Mẹ đã nhận lời các con kêu xin, từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn mẹ tại chốn này, mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện. Sự kiện xảy ra trên thảm cỏ gần gốc cây đa cổ thụ, nơi giáo dân đang cầu nguyện. Sau đó mẹ còn hiện ra nhiều lần như vậy để nâng đỡ và an ủi con cái mẹ trong cơn hoạn nạn. Từ đó đến nay, sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại núi rừng La Vang qua các thế hệ được loan truyền khắp nơi, và nhiều người chân thành tin tưởng đến cầu khẩn Đức Mẹ. Những người đến với Đức Mẹ không chỉ xin ơn chữa lành bệnh tật thể xác, xin ơn đức tin, ơn chữa lành bệnh tật tâm hồn, còn là cầu xin có thêm nghị lực để sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu của mình. Khi giáo dân hành hương về trung tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ La Vang tại Việt Nam, hay tại chính giáo xứ Đức Mẹ La Vang ngày hôm nay đang cử hành đại hội hành hương lần thứ 12, chính là thời gian của cầu nguyện, tin mến và hy vọng. Chúng ta xin mẹ La Vang dạy chúng ta cảm nghiệm hiện diện của Thiên Chúa khi cầu nguyện, cách riêng trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, trong các bí tích, trong các lễ nghi phụng vụ chúng ta cử hành, trong những người chúng ta cầu thay nguyện giúp và cả trong những anh chị em đang cùng chúng ta nguyện cầu. Hành hương về tham dự đại hội Đức Mẹ La Vang còn là cơ hội cho việc chữa trị tâm hồn. Chúng ta dâng lên Đức Mẹ La Vang những lo lắng yếu nhược và có thể với cả những bệnh tật của mình. Có thể chúng ta đang lo lắng cho sức khỏe của mình hoặc sức khỏe của một ai đó, có thể là gia đình, có thể là bạn bè. Hãy xin Đức Mẹ La Vang cầu bầu cho chúng ta để mỗi người rồi cùng sẽ được chúc lành với quà tặng bình an, cứu chữa của Thiên Chúa, vốn sẽ chữa trị tâm hồn chúng ta khỏi phải sờn lòng nản chí, nhất là trong những lúc khó khăn thử thách. Chúng ta biết có Đức Mẹ Maria để tín thác và cậy trông, là nơi nương tựa để sống luật yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Hy vọng lời cầu nguyện của đức tin, tình yêu của chúng ta dâng lên Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ La Vang sẽ được mẹ nhận lời và xin Chúa ban những ơn cần thiết cho chúng ta. Mong sao mỗi người chúng ta biết thay đổi đời sống của mình mỗi ngày theo dấu chỉ đức tin, qua cách sống đạo bằng yêu thương và phục vụ nơi còn nhiều người chưa biết hoặc chưa trở về với Chúa, với sứ mệnh truyền giáo của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy thực hiện lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco, lắng nghe lời Chúa, quyết định và hành động để trở nên dấu chỉ đức tin, đức ái, sự sẻ chia đồng hành và trở nên người mang Chúa đến cho mọi người trong phục vụ, trong tin mến và hy vọng. Để mỗi khi gặp gỡ người khác bằng đức tin và tình người, làng xóm láng giềng, nơi làm việc, anh chị em Việt Nam, gặp gỡ công việc hàng ngày,
là tấm lòng quảng đại, dấn thân vì kỳ sẻ chia. Những lời nói tốt chân thành yêu thương sẽ đem lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời và cho người khác, như tâm tình cuộc sống của mẹ Thánh Teresa Calcutta. Hoa trái của cầu nguyện là đức tin, hoa trái của đức tin là tình yêu, hoa trái của tình yêu là sự phục vụ, hoa trái của sự phục vụ là sự bình an. Để kết thúc, chúng ta cùng đọc điều con xin Chúa. Con xin Chúa lấy đi sự kiêu ngạo ở trong con. Và Chúa nói không. Chúa nói rằng sự kiêu ngạo không phải để Chúa lấy đi, nhưng là để con từ bỏ. Con xin Chúa chữa lành sự tật nguyền của con. Và Chúa nói không. Chúa nói rằng tinh thần mới là sự tuyệt hảo, còn thân xác chỉ là tạm thời. Con xin Chúa giúp con đừng gặp trước cám dỗ. Và Chúa nói không. Chúa nói rằng cám dỗ sẽ dạy con biết con là ai và giúp con biết nương tựa vào Chúa mà thôi. Con xin Chúa ban cho con hy vọng. Và Chúa nói không. Chúa nói rằng hy vọng sẽ đến khi con biết cách tránh xa sự thất vọng. Con xin Chúa ban cho con sự kiên nhẫn. Và Chúa nói không. Chúa nói rằng sự kiên nhẫn là sản phẩm của sự thống hối. Nó không phải được ban tặng, nó phải được tìm kiếm. Con xin Chúa ban cho con hạnh phúc. Và Chúa nói không. Chúa nói rằng Chúa sẽ ban ơn lành, còn hạnh phúc tùy thuộc vào con. Con hỏi Chúa rằng Chúa có yêu con không? Và Chúa nói có. Vậy con xin Chúa giúp con yêu người khác nhiều như Chúa yêu con. Chúa đã trả lời, cuối cùng con đã hiểu ý cha. Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ La Vang, chúng con cảm tạ mẹ đã luôn đồng hành với nhân loại chúng con, nhất là trong những lúc khó khăn thử thách. Nguyện xin Đức Mẹ luôn cầu bầu cùng Thiên Chúa, ban cho cộng đoàn hiện diện muôn hồng ân của Chúa, xứng đáng là chứng nhân của tin mừng tình yêu, là dấu chỉ của lòng thương xót của Thiên Chúa nơi cuộc sống đức tin và cuộc đời. Cùng với ơn Thánh, sức khỏe, niềm vui đức tin và phục vụ bình an, hạnh phúc. Amen. Thiên Chúa là Cha toàn năng, tâm cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa ơi Thiên Chúa, ánh sáng ơi ánh sáng, Thiên Chúa thật ơi Thiên Chúa thật. Được sinh ra mà không phải được tạo thành, lòng bàn thề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, hỡi thêm Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria. Đánh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siro Philato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, hướng lên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang. Kẻ phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người ơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Con mà ra, người được phục thờ và tôn vinh cùng
nội thánh chi nhân, thánh thiền công giáo và tông truyền. Tôi kính xưng nó một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kiếp chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Trinh Nữ Maria đã về trời cả hồn lẫn xác. Mẹ được Thiên Chúa tôn vinh trên trời. Và giờ đây, mẹ đang chuyển cầu cho chúng ta. Tin tưởng vào lời nguyện giúp cầu thay của mẹ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ trang trong hội thánh biết noi gương mẹ Maria, luôn can đảm và trung thành cộng tác với Chúa trong sứ mạng cứu rỗi thế gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu luôn nhận ra thánh ý Chúa trong từng biến cố cuộc đời, để quảng đài tròn thánh ý Chúa bằng thái độ vâng phục và phó thác như mẹ Maria. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Nhờ tình thương vô bờ của Đức Mẹ La Vang, xin Chúa ban cho mỗi người tham dự Đại hội Thánh Mẫu hôm nay được lãnh nhận tất cả những ơn đặc biệt theo ý chỉ cầu xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, xin Chúa thương đến những người quá cố của chúng con là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, quý cha tiền nhiệm, cùng mọi thân thuộc, bạn bè, các chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước và mọi đồng bào tử nạn vì chiến cuộc hoặc lý tưởng tự do. Xin Chúa ban cho tất cả các linh hồn ấy sớm được hưởng nước Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Trong thinh lặng, chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện thầm kín của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Đức Maria, người mẹ tuyệt hảo luôn âm thầm sống và tìm kiếm thánh ý Cha với một thái độ khiêm tốn lắng nghe. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ, ngày càng thêm tin tưởng vào tín thác và tình yêu quan phòng của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
anh chị em hãy cầu nguyện. Đấy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng kính để mừng Đức Maria hồn xác về trời. Vì lời người cầu thay nguyện giúp, xin cho lòng chúng con bừng cháy lửa mến yêu và luôn luôn hướng về Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cùng anh chị em và cùng cha hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thân là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ của Đức Maria Diêm Phố trọn đời đấng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chung tụng và tôn hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con môn Chúa và đã chiêu giai vào thế gian ánh sáng vinh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quần thần thờ lạy, các quyền thần kinh sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo tinh thiên quân, cùng với các thần sốt mên, đồng hân hoan chung tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài, thành khẩn tuyên xưng rằng: Chúa thần là Đấng Thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tăng đồng của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài và không ngừng quy tụ môn dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa môn hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cúng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và mau Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, thừa lãnh người chúng con cứ hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, trinh người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa dâng lời chung tùng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn,
vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy vua dâng lời chung tùng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiêu truyền đạo tin xưa cho sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ cuồng khổ hình sinh ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiền của con Chúa, đồng thời mong đời người lại đến, chúng con dâng lên Chúa y lễ hằng sông và thanh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hồi thanh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và mau con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và toàn thể các Thánh, vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Na Nhen chúng con, Đức Giám Mục Phụ Tá Italo và cách riêng là Đức Giám Mục Giuse, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Nhờ người, với người và cho người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện. Trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thật hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Thì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con xin kính mời Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn an toàn. Sau đây, chúng tôi mời ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Gioan Bautista Phạm Chính Khách có đôi lời gửi đến Đức Cha, quý thầy, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa. Xin kính mời. Trọng kính Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Quý Đức Ông, Cha Thomas Aquinas Trần Thiên Ân, Chánh sứ Giáo sứ Đức Mẹ La Vang. Hai cha Pháo sứ Giáo sứ Đức Mẹ La Vang, Giuse Trần Trung Liêm, Cha Phaolô Nguyễn Hải Đăng, Cha giảng thuyết Lorenzo Ninh Tú Toàn, Cha giảng thuyết Giuse Lê Quốc Quang, quý cha đồng tế, quý thầy sáu, quý tu sĩ nam nữ, các đoàn thể, ban ngành, ca đoàn và toàn thể dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ Đức Mẹ La Vang đang tham dự thánh lễ mừng kính Đức Trinh Nữ Maria trong Đại hội Thánh Mẫu La Vang kỳ thứ 12 với chủ đề Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương ban sự bằng an. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, thay mặt cho Hội đồng Mục vụ và Hội đồng Tài chánh, chúng con xin được bày tỏ lời cảm ơn đến quý ân nhân và quý khách hành hương. Trước hết, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang đã an bài cho ngày Thánh Mẫu hôm qua và hôm nay được diễn tiến một cách rất tốt đẹp. Chúng con xin chân thành tri ân Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tiến sĩ Giáo lực đã đến tham dự Đại hội Thánh Mẫu La Vang kỳ thứ 12. Lời cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa của Đức Cha đã làm cho các thánh lễ rất thiêng liêng và long trọng. Chúng con xin cảm ơn Ngài đã đến với dân Việt ở hải ngoại. Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Chánh Sứ và hai cha Phó Sứ đã tổ chức Đại hội Thánh Mẫu La Vang kỳ thứ 12. Quý cha luôn quan tâm, yêu thương và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể giáo xứ chúng con. Chúng con cũng xin tri ân hai cha giảng thuyết Lorenzo Ninh Tú Toàn, Cha Giuse Lê Quốc Quang và hai sơ giảng thuyết Duyên Anh và sơ Anna Pauline Phạm Khánh Vân. Cảm ơn quý cha và quý sơ đã giảng giải, thảo luận và hướng dẫn giới trẻ và người lớn đạt được bình an của Chúa và Mẹ trong đời sống hàng ngày. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, cuộc tổ chức Đại hội Thánh Mẫu La Vang kỳ thứ 12 được hoàn thành tốt đẹp là do sự siêng năng cầu nguyện, đồng hành và hiệp thông của quý cha, quý thầy, quý sơ, quý anh chị em các đoàn thể, quý anh chị em ban ngành, quý anh chị em ca đoàn, các nhà tài trợ và sự tham dự đông đảo của quý khách hành hương. Chúng con xin cảm ơn và nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang trả công bồi hậu và luôn ban bình an cho Đức cha, quý thầy, quý sơ, quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em. Một lần nữa, chúng con xin chân thành tri ân. Và giờ đây, để bày tỏ lòng biết ơn của chúng con bằng những đóa hoa chúng con dâng lên Đức Cha, con xin kính mời Đức Cha cùng tiến ra giữa khán đài. Hai cha giảng thuyết, cha Lorenzo Ninh Tú Toàn và cha Giuse Lê Quốc Quang. Con kính mời Đức Cha và hai sơ giảng thuyết cùng tiến lên là sơ Khánh Vân và sơ Duyên Anh. Con xin kính mời Đức Cha cũng như quý cha. Xin cộng đoàn cho Đức Cha và quý cha cũng là quý sơ một tràng pháo tay thật là lớn để bày tỏ lòng tri ân, vì không có những nhà giảng thuyết rồi cũng có những Đức Cha để có thánh lễ thì chúng ta sẽ không có được như ngày hôm nay.
Kính thưa Đức cha, quý sơ, quý thầy, quý cụ, quý bà và anh chị em, chúng con một vài thông báo tiếp theo. Thứ nhất là cảm ơn anh John Batista Phạm Chính Khách, chủ tịch đoàn mục vụ, vì con thấy hôm nãy khi mà chúng con cuộc rước bắt đầu là áo của anh ướt hết, thành ra là đấy, một người gánh vác cho giáo xứ biết bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu vất vả lo toan, xin Chúa trả công cho gia đình của anh chị và ban cho trên Thuận Dưới Hòa và mọi sự lành bằng an và tất cả mọi người làm việc nói chung. Và ngay sau thánh lễ này, chúng con xin được kính mời Đức Cha cũng như tất cả quý cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, chúng ta cùng kéo qua nhà lều, vì nơi đó đang chuẩn bị những món ăn rất là đặc biệt. Tối nay phụ trách ẩm thực gồm có 3 gian hàng. Các em, các đoàn La Vang trẻ là phụ trách thánh nhạc ngày hôm nay. Và bên cạnh đó có làng Betania cũng như là hội Les Marie, có rất nhiều những món ăn ngon ở bên đó, cứ qua rồi chúng con sẽ biết. Nên là ngay sau chúng ta sẽ, sau khi mà chúng ta chụp hình với Đức Cha và Quý Cha xong thì riêng giáo dân có thể chạy qua đó trước để chúng ta bắt đầu bữa ăn. Rồi 9 giờ thì xin mời tất cả các bạn trẻ, những ai đã ghi danh vào cái chương trình Super Jam tại cái linh đài này, các em sẽ có một buổi thánh nhạc Praise and Worship rất là đặc biệt. Super Jam là Super J-A-M, tức là Jesus and Me. Tối nay các em bất chấp bất kể chỉ biết Jesus and Me thôi. Me and Jesus, Jesus and Me. Thật ra xin các bạn trẻ ở lại để các sơ Khánh Vân và sơ Duyên Anh và các sơ tiếp tục cho các con những bài thánh nhạc thật là vui vào lúc 9 giờ, kết thúc vào lúc 11 giờ. Riêng ngày mai chúng con xin thông báo vào lúc 8:15, đúng 8:15 chúng ta sẽ có dâng hoa biệt kính Đức Trinh Nữ Maria. Thêm một lần nữa, tối nay xin cảm ơn đoàn múa Rosa de Lima rất xuất sắc trong tất cả, từ các em nhỏ cho đến các chị. Ngày mai 8:15 các chị và các em sẽ tiếp tục dâng hoa. Và đúng 8:45 chúng ta sẽ có giờ khấn với lại Đức Trinh Nữ Maria. Và 9 giờ đúng chúng ta sẽ có thánh lễ đại trào để bế mạc kết thúc và thánh lễ ngày mai. Các đoàn tổng hợp sẽ phụ trách và với sự chủ tế và giảng thuyết của cha, của Đức Cha Italo Del Oro, của Tổng Giáo Phận của chúng ta. Và giờ đây chúng con xin kính mời cộng đoàn cùng đứng để chúng ta nhận phép lành cuối lễ từ chính cha chủ tế Đức Cha Yusef. Trước khi ban phép lành cũng xin được gọi lời cảm ơn, bởi vì ngày mai chủ tế sẽ là Đức Cha Giáo Phận của chúng ta. Trước hết xin chân thành cảm ơn cha Chánh Sứ Thomas Thiên Ân đã mời con tới đây từ năm trước, và cũng một tâm tình hôm nay mới bày tỏ là bất cứ một đại hội Đức Mẹ dù ở bất cứ nơi đâu mời thì luôn nhận lời, bởi luôn muốn tới những trung tâm hành hương, những nơi tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, không chỉ là cảm nhận được mầu nhiệm của tình thương, của niềm hy vọng nơi Đức Trinh Nữ và ơn thánh tuôn đổ, nhưng còn như chạm tới con tim của đức tin nơi giáo dân, nơi cộng đoàn dân Chúa. Và ngày hôm qua cũng như hôm nay cũng vậy, sự hiện diện đông đảo, những ánh mắt, những nụ cười, đó là những món quà đẹp nhất, món quà của đức tin, món quà của tin mến hội thánh, tin mến các vị mục tử và tin nhau. Và chính tất cả sự cộng đồng liên đới đó sẽ làm nên những sự kỳ diệu. Và cũng như sự kỳ diệu của ngày hôm nay, chúng ta thấy đó là thời tiết, những áng mây không chỉ là sự bao phủ của Đức Trinh Nữ Maria, ơn Thánh Chúa, nhưng cũng là những áng mây của lời cầu nguyện, của sự chân thành, của sự tin tưởng, của sự phó thác, của sự nguyện cầu. Và chắc chắn với ơn của Đức Trinh Nữ Maria cầu nguyện cùng Chúa, xin cho ban môn ơn lành cho tất cả cộng đoàn phụng vụ, nhưng mỗi người chúng ta hôm nay cũng như những người đang xem trực tuyến thánh lễ này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả, xin kính chúc quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ chủng sinh, quý cụ, quý ông bà, anh chị em và quý khách hành hương tràn đầy phúc lành của Chúa, với lời cầu đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ La Vang, để mỗi chúng ta trở nên chứng từ của lòng thương xót và cũng chạm tới lòng thương xót của Chúa, để vượt qua được những khó khăn thử thách của cuộc đời mà trở nên chứng từ của đức tin, tình yêu, của niềm hy vọng mới, cùng lúc cảm nhận sức khỏe, nghị lực, niềm vui và bình an. Xin chân thành cảm ơn và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và lại cùng anh chị em luôn mãi. Thánh lễ đã xong.
an. Chúng con xin thông báo, Sơ Bình có mất chùm chìa khóa Toyota. Và con kính xin tất cả quý hội đoàn mà có trách nhiệm trong những... Thank you.